Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của Cá Voi Gaming. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi sử dụng kim cương để có thể mở cầu thủ ở phần Angen. Và chúng ta sẽ bỏ ra số kim cương đó là 40 kim cương để có thể mở được một cầu thủ có chỉ số là dưới 70. Và xin mời anh em cùng tiến hành đi thử vận may cùng với Cá Voi Gaming nha. Liệu rằng đây là cầu thủ nào đấy ạ? Và hôm nay thì với 40 kim cương, chúng ta đã mở được một cầu thủ có số áo là 36. Đây là Nathan Ferguson, một cầu thủ người Anh. Và như vậy thì chúng ta đã có thể mở được cầu thủ người Anh với số kim cương là 40. Đây là một hậu vệ, Nathan Ferguson vào sân. Hôm nay thì Nathan Ferguson sẽ là người đá thay cho Virgil van Dijk. Đây là đối thủ của chúng ta để ra mắt Nathan Ferguson ngày hôm nay. Đó là một team đến từ nước ngoài. Và xin mời anh em cùng bước vào hiệp 1, hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu. Và trong hiệp thi đấu thứ nhất thì Cá Voi Gaming bảo vệ cầu môn bên phải với bộ trang phục là áo xanh quần đỏ. Còn đội bạn là đội bóng bảo vệ cầu môn bên trái với bộ trang phục là áo sọc trắng đỏ và quần màu xanh. Vừa rồi là một tình huống căng ngang chưa thành công, bóng chạm chân hậu vệ đội bạn. Và đây là Chiellini, bóng vẫn trong quyền kiểm soát của các cầu thủ bên phía Cá Voi Gaming. Frankie de Jong là người đã có pha cắt bóng trong tình huống vừa rồi. Một đợt tấn công dành đến cho đội bạn. Tuy nhiên thì Ferguson vừa rồi có một tình huống cắt bóng tương đối hay. Đây tiếp tục là một pha bóng dành đến cho đối phương. Và Son Heung-min vừa rồi có một đường chuyền chưa tốt. Đây là một pha phá bóng an toàn của Ferguson, kinh nghiệm dày dặn. Tình huống đá phạt góc của các cầu thủ bên phía đội bạn. Và Alisson Becker vừa rồi đã phải xử lý bóng, đâm bóng ra hết đường biên ngang. Đây tiếp tục là pha đá phạt góc thứ hai liên tiếp dành đến cho đội bóng áo sọc trắng đỏ. Bóng trong chân của đội bạn và vừa rồi là một cú dứt điểm tương đối thiếu chính xác của Berardi. Pha ném biên của Kai Gokker, người đang có bóng đó là Gabriel Jesus. Đây là Chavadier. Được chuyển về hợp lý của Marco Verratti. Bóng đang trong chân của Achraf Hakimi. Đây mà có một pha xuống bóng hợp lý dành đến cho đồng đội. Đây là Erling Haaland. Đường chuyền rất hay dành đến cho đà di chuyển của Achraf Hakimi. Và vừa rồi thì chúng ta chưa thể xử lý thành công ở pha tấn công phút thứ 34 của trận đấu. Và tỷ số hiện tại vẫn đang là... Đây là Sadio Mane. Mane chưa thể nhận bóng sau đường chuyền của đồng đội. Thủ thành Alisson. Người có bóng đó là Son Heung-min. Đây là Joao Cancelo và Gabriel Jesus. Joao Cancelo và Gabriel Jesus đã quá hiểu ý nhau. Và bắt bóng là tương đối tốt của thủ thành bên phía Cá Voi Gaming, đó là Alisson Becker. Chúng ta đang đẩy cao đội hình hơn để có thể tìm kiếm bàn thắng. Và đây là pha thoát xuống rất tốt của Sadio Mane. Không thể không có bàn. Nhưng vừa rồi bằng một cách nào đó thì Mane vẫn dứt điểm bóng trúng vị trí của thủ môn đội bạn. Và hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0 đều. Xin mời anh em cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay để cùng chúng ta cùng tiếp tục trải nghiệm hậu vệ Ferguson, người mình vừa mới dùng nặng 40 kim cương để có thể mở. Đây là Erling Haaland, một cơ hội tấn công dành đến cho đội bóng bên phía Cá Voi Gaming. Và lại là pha thoát xuống của Mane. Lần này thì cú dứt điểm của Mane đã chính xác hơn. Tỷ số được mở 1-0 cho các cầu thủ bên phía Cá Voi Gaming ở phút thứ 52. Bóng đang trong sân của Erling Haaland. Có lẽ thế trận đang được diễn ra tốt hơn dành đến cho đội bóng áo màu xanh. Người đang có bóng tiếp tục lại là Mane. Mane đang có nhiều phút thi đấu thật xông xao. Và đây là bàn thắng thứ hai liên tiếp của Sadio Mane trong hiệp thi đấu thứ hai này. Thế trận của đội bạn đã không còn được tốt như trong hiệp thi đấu thứ nhất và để cho Cá Voi Gaming liên tiếp có tới hai bàn. Nhưng đây là một cơ hội để cho đội bạn có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Người đang có bóng đó là cầu thủ đội bạn. Romario là người vừa có đường chuyền. Nhưng những pha xử lý của đội bạn vẫn chưa đủ độ nhanh để có thể đem về bàn thắng. Vừa rồi thì cuối cùng nhiều tỷ đến cũng phải đến bàn thắng giúp các tỷ số xuống còn 1-2. Người lập công đó là Son Heung-min. Đây là pha giao bóng của Cá Voi Gaming. Và liệu rằng chúng ta sẽ làm gì sau khi để cho đội bạn có cho mình bàn thắng. Emerick Laporte là người có bóng. Lại là pha để mất bóng nguy hiểm của Emerick Laporte. Và sau đó thì đã có tình huống phạm lỗi. Một chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra dành đến cho cầu thủ bên phía Cá Voi Gaming. Diop là người vừa có đường chuyền. Pha cắt bóng là của Achraf Hakimi. Vừa rồi thì đội bạn cũng đã có một tình huống xoạc bóng tương đối hay. Một cơ hội để cho Erling Haaland có bàn. Và đối mặt của Erling Haaland. Và cú dứt điểm vừa rồi đưa trái bóng chạm vào cột dọc khung thành của thủ môn đội bạn. Tình huống dứt điểm thiếu chính xác của Erling Haaland.
Đây là tình huống ném pin của các cầu thủ bên phía Cavoy Gaming. Người đang có bóng đó là Dizzy Misty. Và cắt bóng rất hay của hậu vệ bên phía Cavoy Gaming. Chúng ta đang có cơ hội để có cho mình bàn thắng kết liễu. Nhưng cú dứt điểm của Hà Lan vừa rồi lại thiếu chính xác. 1 phút là khoảng thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ hai trong trận đấu ra mắt của Ferguson ngày hôm nay. Hamann Ferguson đang có một trận thi đấu rất hay. Đó là trong chân của Son Heung-min, một đường truyền dành đến cho Gabriel Jesus. Nhưng đây vẫn là một cơ hội dành đến cho đội bạn, một pha tấn công. Đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Trận đấu ra mắt của hậu vệ Ferguson, cầu thủ người Anh đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Cavoy Gaming. Cảm ơn anh em đã đón xem video và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của Cavoy Gaming nha. Bye bye anh em.